Mới đây tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi và ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên năm 2019. Hội thi và chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên công đoàn ngành công thương, đặc biệt là từ các tập đoàn, tổng công ty. Theo Công đoàn Công thương Việt Nam, thông qua các hoạt động của hội thi, đội ngũ an toàn vệ sinh viên của các đơn vị doanh nghiệp ngày càng nâng cao trình độ, tăng khả năng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn đã được Công đoàn Công thương Việt Nam triển khai sâu rộng trong hệ thống công nhân viên chức lao động ngành công thương, tạo sự chuyển biến về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, góp phần gắn kết giữa đoàn viên và tổ chức công đoàn. Việc ký kết các thỏa thuận phối hợp, hợp tác phúc lợi đoàn viên do Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức, người lao động được ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, đối tác. Đồng thời, việc ký kết tiêu thụ hàng hóa của nhau giữa các đơn vị trong ngành công thương còn góp phần vào sự thành công của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do chính Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối, thường trực phát động, vừa được tổ chức tổng kết qua 10 năm thực hiện.